Em là fan của Jack. Em phải là fan. Với lại em có quen với anh Chumbi. Dạ đúng rồi, mình là fan xem. Khánh nền đàn chứ là Khánh nền đàn. Trầm cảm là do không biết mình sinh năm mấy thôi. Drama giữa KICM và Jack vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày hôm nay Fanbox Station sẽ đi phỏng vấn một số khán giả xem họ hiểu như thế nào về drama này nhé. Chị phải fan của KICM không? Dạ đúng rồi, mình là fan KICM. Em là fan của Jack. Em phải là fan. Với lại em có quen với anh Chumbi. Chỉ thích nhạc của hai người đó thôi chứ không phải là fan đâu. Dạ không ạ. Dạ không. Chị có coi cái drama dạo gần đây của KICM chính xác không chị? À mình cũng có biết về đó. À biết ạ, biết. Dạ có. Đặc biệt là của Jack hình như mới ra một bài tên là Dom Dom phải không? Có bạn. Em biết rồi, dạ em biết rồi. Em nghe rất là từ cái vụ drama này là kéo dài từ rất là dài lắm luôn á. Bạn đoán nó sẽ dài bao lâu? Nó sẽ kết thúc rồi, nhanh thôi. Không khi không em đoán là em tại đoán. Tại vì bây giờ đơn giản. Em đoán là Phương Tuấn sẽ kết thúc với Khánh Định Đàn. Bà bằng cái bà mẹ nuôi bà sao ta? Má ghét bà mẹ nuôi quá nó sao ba? Dạ có, em mới coi sáng nay. Thì em có trên Facebook em có thấy sơ sơ. Hồi trước chị có phải là fan của Jack và KICM không? Hay chỉ là KICM? Trước hai bạn nói diễn chung thì mình thích cả hai bạn đó, nhưng mà mình vẫn thích KICM hơn. Dạ gần đây bạn có còn tin KICM sau cái drama đó không? Thì mình nghĩ là chắc là mấy bạn có bạn tin KICM thì do mẹ sắp xếp tình bạn thôi chứ cũng phải lỗi của bạn đó đâu. Tại vì em Jack đó, nè đơn giản là Jack là từ bước ra từ G-Fire. Đúng rồi. Đấy. Thì nghe bài nếu mà Jack có bị gọi là cái gì đó thì G-Fire, những anh em trong G-Fire sẽ gọi là giúp đỡ. Dạ. Đó. Bạn có nghe về cái chuyện mà KCM thay gian tuổi không? Dạ biết. Thay gian tuổi á? Biết. Bạn nghĩ gì về cái vấn đề đó? Em nghĩ cũng bình thường thôi. Bình thường thôi, Khánh nền đàn chứ là Khánh nền đàn. Bạn nghĩ là Khánh sẽ sinh năm bao nhiêu? 97. À năm 1995. Có lướt mạng Facebook thì mình có thấy được có một số người bạn cũ của KICM đưa lên bằng chứng là anh ấy sinh năm 93. 97. Cái chuyện này thì em cũng có nghe sơ nhưng mà cái đó là cuộc sống người ta em cũng không có xen vô luôn. Vỗ tay. Anh sẽ theo ba đó. Chắc mình nghĩ là mình theo dắt à. Bây giờ thì mình chưa xác định được mình sẽ theo phe nào, nhưng mà hiện tại thì có thể là đang nghiêng về phía Jack nhiều hơn. Tại vì về phía KICM thì có những cái bằng chứng bất lợi đưa ra cho KICM, chẳng hạn như là cái vụ thay gian tuổi hoặc là cái vấn đề bị trầm cảm. Thì chắc trầm cảm là do không biết mình sinh năm mấy thôi. Theo mình thì mình sẽ theo phe đúng nhất thôi. Em thấy là Jack sẽ thắng, sẽ đúng hơn. Ừ thì là em là người ở ngoài nên vậy em cũng không biết rõ tình hình lắm. Nhưng mà nếu mà đọc sơ sơ thì em thấy nhiều người bên sát hơn là KMCA. Chị có muốn gửi lời gì đến với thần tượng của mình hay không? Thì với tư cách là một người sao trẻ tuổi